Một nhà trung nghĩa danh thơm cả họ, bảy lá dậu tre cả nước mến yêu. Đây là hai câu thơ mà nhà Nguyễn ban cho một người Hoa hơn 300 năm trước do bất mãn với triều đình Mãn Thanh sang Đại Việt và sau đó được chúa Nguyễn trọng dụng giao cho đi mở mang một cõi, và công lao của ông nhiều đến nỗi được ban là khai trấn công thần và được nhân dân trong vùng tạc tượng xây đền để công trạng được lưu truyền mãi mãi về sau. Và ông chính là Mạc Cửu. Và cùng với Bảo Ngô cùng tìm hiểu khu đền cũng như là khu lăng mộ Mạc Cửu nha. Hello, chào các bạn, mình là Bảo Ngô Myro và bên cạnh mình là Buôn. Và hôm nay tụi mình đã có mặt tại Hà Tiên để giới thiệu cho bạn một trong những khu di tích lịch sử cực kỳ lâu đời và cũng cực kỳ là nổi tiếng. Đó chính là đền thờ họ Mạc với một nhân vật cực kỳ nổi tiếng, đó chính là Ngài Mạc Cửu, là người có công khai phá ra vùng đất Hà Tiên này cũng như là vùng đất Nam Bộ. Vậy thì mời tất cả mọi người cùng theo chân tụi mình để có thể mà tìm hiểu xem là không biết là ở trong đền thờ nhà họ Mạc này thì có thờ những ai ngoài Mạc Cửu, và để xem là cái khu di tích lăng của nhà họ Mạc thì rộng như thế nào và có đẹp và được bảo tồn tốt như thế nào nha. Mời mọi người theo chân tụi mình. Let's go. Đây, mời quý vị và các bạn chúng ta xem. Đây chính là đền thờ Mạc Cửu. Và ngôi đền thờ này thì đã được xếp vào di tích lịch sử cấp quốc gia vào năm 1989 đó nha quý vị bạn. Và đối xem chẳng là ngôi đền thờ này tọa lạc dưới chân núi gì? Bình Sang. Chính xác. Tọa lạc dưới chân núi Bình Sang. Ở bên này thì mình sẽ tham quan ngôi đền thờ của dòng họ Mạc trước. Bên ngôi đền thờ này thì sẽ có một cái con đường lối nhỏ dẫn đến chúng ta đến những cái khu đó chính là khu lăng mộ của dòng họ Mạc. Và đặc biệt là ở trên đó thì có lăng mộ của Ngài Mạc Cửu. Mọi người biết là Ngài Mạc Cửu và cũng như là dòng họ Mạc á, thì là cái người mà có công rất là lớn trong khai phá và giữ gìn cái trấn Hà Tiên cho ở thời phong kiến. Và trấn Hà Tiên trong thời phong kiến thì gồm một số cái tỉnh thành ở khu vực Tây Nam Bộ, chẳng hạn như là Kiên Giang nè, Cà Mau nè, Sóc Trăng, Bạc Liêu và một phần của tỉnh Hậu Giang. Thì đó là cái trấn Hà Tiên, đó là cái vùng đất của trấn Hà Tiên cũ thì rất là rộng. Ngoài cái chuyện mà khai phá đất và còn có thể là phát triển cái vùng đất từ những cái vùng đất rất là hoang sơ ở cái miền Tây Nam Bộ trở thành một cái những cái vùng đất, những cái tỉnh thành mà có rất là nhiều người dân sinh sống và rất là trù phú luôn. Được. Thì mà nói về sự tích cũng như là nói về cái câu chuyện mà về hình thành nên dòng họ Mạc á, thì chắc chắn là Bảo Ngô phải kể một cái câu chuyện là như thế này. Đầu tiên á, khi mà nhà Minh sụp đổ thì được thay thế bởi nhà Thanh, thì lúc này đó chính là Ngài Mạc Cửu, Ngài gọi là không có nghĩa là không có thuần phục nhà Thanh. Chính xác là không có thuần phục đã nhà Thanh. Một số cái vị tướng, một số cái người dân cũng như là bà con gia quyến của Mạc Cửu cũng đã xuôi thuyền về phương Nam và sau đó dừng chân tại vùng đất Hà Tiên này và để khai phá ra vùng đất Hà Tiên này. Sau khi mà ông đặt chân tới vùng đất Hà Tiên này, khai phá vùng đất Hà Tiên này và sau đó thì ông bắt đầu dâng cái mảnh đất Hà Tiên này lên cho chúa Nguyễn và từ đó thì ông đã được phong một cái chức quan, đó chính là khai trấn quốc công. Và bắt đầu từ đó ông mở mang bờ cõi vùng đất này và ông bắt đầu khai phá ra cái vùng đất Nam Bộ ở những cái tỉnh khác. Để quay lại cái câu chuyện mà Bảo Ngô vừa mới nói á, thì có nghĩa là sau khi mà nhà Minh sụp đổ á, thì có rất là nhiều quan viên thời nhà Thanh không có phục tùng nhà Thanh và cũng không có muốn cắt tóc đuôi sam để theo nhà Thanh. Thì lúc đó thì những cái vị quan này cũng như những cái người dân này thì mới di tản ở khắp nơi ở Đông Nam Á hết á. Thì trong đó là có ba cái tên mà có thể kể đến, đó là Mạc Cửu nè, và kế đến là Dương Ngạn Địch, và một cái nữa là Trần Thượng Xuyên. Thì ba cái vị tướng này là ba cái người mà đã xuôi thuyền về phương Nam và được khi mà ra mắt chúa Nguyễn á, thì mới xin chúa Nguyễn cho khai phá vùng đất Nam Bộ. Thì trong đó là Mạc Cửu thì sẽ khai phá trấn Hà Tiên nè, có nghĩa là ở vùng Nam Bộ là những cái tỉnh thành mà Kiên Giang, ở tỉnh thành Kiên Giang là trấn Hà Tiên đó. Và sau đó là Dương Ngạn Địch thì khai phá ở Long Hồ Vinh là Vĩnh Long đó. Còn một cái người nữa là Trần Thượng Xuyên thì khai phá Chợ Lớn và Cù Lao Phố
có nghĩa là ở Gia Định và Đồng Nai ngày nay đó, thì ba cái hướng tàu đó khai phá ba cái vùng ở Nam Bộ, thì từ đó mà chúng ta vẫn thường gọi người Hoa là người Ba Tàu là vậy đó. Thì chính vì vậy mà chúng ta vẫn hay quen gọi người Hoa mà đi khai phá ở Nam Bộ gọi là Ba Tàu. Đó là một cái tên thân thương nha các bạn, chứ không phải là một cái tên mỉa mai đâu đó nha. Đó không phải là mỉa mai. Nên là mong quý vị các bạn chúng ta thông cảm nha. Bước vào ngôi đền. Đây mình thấy đây là một ngôi đền cổ những hiện nay. Những cái chiếu chỉ, những cái sắc chỉ rất là nhiều của những cái đời vua đã phong tặng cho nhà họ Mạc. Bởi vì mọi người biết không, bởi vì sau cái thời của Mạc Cũ thì đến đời con là Mạc Thiên Tích, và đến đời những cái người cháu phía sau nữa là những cái người mà có công rất là lớn trong cái khai phá Trấn Hà Tiên và những cái tỉnh thành xung quanh ở Nam Bộ, và cũng có góp phần để mà bảo vệ cũng như là chống lại giặc ngoại xâm và phát triển những cái vùng đất này trở thành những cái vùng đất mà phát triển về kinh tế nè, văn hóa nè, cho nên là có rất là nhiều những cái sắc chỉ mà vua ban từ vua chúa Triều Nguyễn đã ban cho dòng họ Mạc. Phải nói là một cái dòng họ mà rất là cao quý. Xung quanh mọi người thấy đây rất là nhiều nha, rất là nhiều chiếu chỉ. Mọi người thấy chiếu chỉ có rồng nè. Mình ở đây thì tụi mình không biết rõ là những cái chiếu chỉ này thời của những cái vua nào, nhưng mà 2, 3 nhiều lắm. Đây là những cái mà cổ vật được lưu giữ lại đến ngày hôm nay rất là quý luôn. Những cái ngữ bút của vua chúa Triều Nguyễn dành cho dòng họ Mạc. Mời mọi người chúng ta bước vào ở trong này, chúng ta thấy một cái ngôi đền. Và khi mà chúng ta bước vào ngôi đền này thì chúng ta sẽ bước vào cái ngôi đền chính. Ở ngôi đền chính thì mình thấy đây chính là hai con linh vật này. Hai bên hai linh vật mình đoán là chắc chắn là ở trong cái ngôi đền cổ. Chắc là vậy. Ngôi đền cổ ngày xưa đặt qua đây thì đây là hai linh vật mới. Mời quý vị và bạn chúng ta bước qua cái cổng tam quan, bước vào cái ngôi đền này. Chính giữa chắc chắn là mình thấy là ngài Mạc Cũ, ngài sinh năm 1655, mất năm 1735. Thì đây là bức tượng của ngài. Phía trong thì có thờ ngài cũng như là các vị tiền hiền đã có công trong việc khai phá ra cái mảnh đất Nam Bộ này. Và đây, hai bên thì các bạn có thể nhìn thấy, hai bên chính là nhà tiền hiền và nhà hậu hiền. Một ngôi đền cổ kính. Đó, nhưng mà theo mình thấy nha, ngôi đền này vừa có một cái nét, đó chính là kiến trúc của văn hóa Á Đông, kiến trúc của văn hóa của người Trung Hoa và đặc biệt là của người Việt của mình nữa. Nên là các bạn sẽ vào trong, mời các bạn chúng ta bước vào trong chúng ta tham quan nha. Bên trong chánh điện, chính giữa khu vực trang trọng nhất đó chính là bài vị của Thái Công Mạc Cũ. Bên phải là bàn thờ liệt vị tướng quân. Còn bên trái là bàn thờ vị liệt phu nhân. Bên cạnh ngôi đền của dòng họ Mạc thì ở một bên góc bên tay phải, đây mọi người thấy là đường lên lăng. Thì mình sẽ đi lên lăng để thăm lăng mộ của nhà họ Mạc nhớ bài. Trên này cũng sẽ có lăng của ông Mạc Cũ. Mình mời quý vị và bạn chúng ta cùng đi lên trên lăng nha. Thì ngôi lăng thì tọa lạc ngay bên cạnh ngôi đền này thôi. Và đặc biệt là lăng của các vị tiền hiền thì tọa lạc trên núi Bình Sang, nên là mình sẽ đi dưới những cái hàng cây cổ thụ mát mẻ. Mọi người thấy không, một cái con đường đi lên được lát bằng những phiến đá, đây là đá người ta chẻ ra mọi người, rồi sau đó người ta sẽ lát đường đi lên, một cái con đường thẳng tăm tắp như vậy đi lên trên lăng. Và đặc biệt là mình đi lên trên này thì mình thấy xung quanh cái con đường này cũng có rất là nhiều lăng mộ. Và mình nghĩ là chắc là nằm ở trong cái quần thể này thì chắc là lăng mộ của những người cũng có công, cũng trong dòng họ
của nhà họ Mạc nha quý vị các bạn. Bước lên trên này là mình đã bước về những cái dấu chân của huyền thoại ngày xưa, của các bậc tiền hiền đã có công khai phá vùng đất này và cũng đã ở lại trên cái vùng đất này. Xin lỗi bạn là bước thang máy lên, đi bộ lên nhá, nên là mình sẽ thở hổn hển, nên mong quý vị và bạn chúng ta thông cảm. Như vậy là chúng ta đã bước vài chục bậc tam cấp là chúng ta đã đến với lăng mộ của Khai Chấn Quốc Công Mạc Cũ. Như mọi người thấy là bước vào thì mình sẽ thấy là có hai cái linh vật ở đây. Chắc đây là hai con sư tử đá. Sư tử đá. Không, hai con đâu, bốn con được. Bốn con, hai con dưới với lại hai con trên nữa. Hey, quý vị và các bạn, chúng ta có thể thấy là ở trên này, mình bước lên trên này nha, mình tham quan. Cho các bạn lên tham quan ở trên này. Cái phần mộ trang trọng nhất, lăng mộ của Ngài Mạc Cũ. Đây, mình giới thiệu các bạn, đây chính là mộ của Ngài Mạc Cũ nha quý vị và các bạn. Mộ này theo mình thấy là đây là có kiến trúc của người Hoa. Và đặc biệt là bên này thì mình thấy là đầu của một con rồng. Bởi vì đang còn ngậm một cái quả trân châu. Nhưng mà vòng tròn qua bên này thì là một con hổ. Các bạn thấy là bên này là con hổ đang chầu vào mộ, như là người ta gọi là long phục hổ chầu ha. Ngài Mạc Cũ được phong là Khai Chấn Quốc Công, có nghĩa là khai chấn của Hà Tiên á. Và mọi người biết là chấn Hà Tiên á, thì để mà mọi người hình dung được cái công lao của nhà họ Mạc, người đầu tiên chính là Mạc Cũ, là người đặt nền móng cho khai phá chấn Hà Tiên. Thì mọi người biết là cái công trạng của Mạc Cũ và những cái con cháu của ông á, khai phá cái chấn Hà Tiên như thế nào á, thì mọi người thấy là bây giờ thị xã Hà Tiên là một cái thị xã rất là nhỏ của tỉnh Kiên Giang. Nhưng mà ở thời phong kiến á, thì chấn Hà Tiên rất là rộng. Chấn Hà Tiên gồm có tỉnh Kiên Giang nè, tỉnh Cà Mau nè, Sóc Trăng nè, Bạc Liêu và một phần tỉnh Hậu Giang. Thì trải qua rất là nhiều đời, thì từ một cái nơi đặt chân đầu tiên là ở Hà Tiên Kiên Giang này, thì dòng họ Mạc Cũ đã khai phá những cái vùng đất hoang sơ của Nam Bộ trở thành những cái vùng đất rất là lớn. Thì Chù Phú như ngày hôm nay thì đó chính là nhờ cái công lao đặt nền móng đầu tiên của Mạc Cũ và con cháu của ông cứ đời này nối tiếp đời sau khai phá những vùng đất hoang ở Nam Bộ. Không chỉ là khai phá những cái vùng đất ở Nam Bộ đâu, mà còn góp phần để mà bảo vệ những cái vùng đất này qua rất là nhiều những cái cuộc ngoại xâm. Trong cái quá trình mà hình thành cái lịch sử của Nam Bộ á, thì cái sự giao tranh, cái sự mà chiến tranh giữa những cái nước láng giềng, gia những cái nước láng giềng như là Chân Lạp nè, như là Sim nè và Khmer ở cái vùng đất này á, thì nó rất là sôi nổi. Nếu như mà mọi người quan tâm á, mọi người tìm hiểu về cái sự mà hình thành cái đất Nam Bộ á, mọi người sẽ thấy là vào mỗi cái giai đoạn khác nhau thì có lúc thì nước Sim, có nghĩa là Thái Lan á, thì rất là hùng mạnh. Nhưng mà có những cái giai đoạn á, thì cái đế chế Khmer thì lại là hùng mạnh. Và cũng có những cái giai đoạn thì cái đế chế Chân Lạp thì rất là hùng mạnh. Và có những giai đoạn là nhà Nguyễn hùng mạnh. Nhà Nguyễn rất là hùng mạnh. Thì đó chính là những cái cuộc mà giao tranh rất là ác liệt giữa những cái quốc gia này. Thì ngoài cái chuyện mà khai phá cái vùng đất Nam Bộ này ở những cái tỉnh thành mình vừa kể, thì cái chuyện mà bảo vệ được những cái vùng đất này không bị những cái nước ngoại bang mà xâm chiếm, thì đó cũng là cả cái sự máu và nước mắt của gia tộc nhà họ Mạc để mà có thể giữ gìn cái mảnh đất Nam Bộ trọn vẹn như ngày hôm nay. Đố Tâm nha, Mạc Cũ là người có công khai phá ra vùng đất Hà Tiên rồi, vậy thì sau khi Mạc Cũ qua đời thì con của Mạc Cũ Đố Tâm là ai? Là Mạc Thiên Tích. Đó, chính xác. Cũng là một cái người mà có công rất là lớn trong cái chuyện mà tiếp tục khai phá vùng đất Nam Bộ, những cái vùng đất xung quanh, và tiếp tục là bảo vệ cái vùng đất này tránh khỏi những cái cuộc chiến ngoài xâm. Người ta nói là cha truyền con nối, nhưng mà con nối lại là giỏi hơn cả cha nữa. Hơn, đúng rồi. Đúng không? Có nghĩa là hổ phụ sanh hổ tử á. Đó, theo người Hoa thường nói là hổ phụ sanh hổ tử. Thì có nghĩa là sau đời của Mạc Cũ thì đến đời của Mạc Thiên Tích là một cái người mà tổng binh, có nghĩa là mọi người sẽ biết đến là Mạc Cũ là khai chấn công thần. Thì đến đời Mạc Thiên Tích được phong tên là tổng binh, tổng binh chấn Hà Tiên. Thì có nghĩa là một cái chức vụ rất là lớn. Khi mà mọi người đi vào cái khu di tích này, mọi người sẽ thấy là còn rất là nhiều những cái di chiếu của triều Nguyễn
phong tặng nhà họ Mạc, ghi lại cái công trạng rất là lớn lao của nhà họ Mạc đóng góp vào cái sự khai phá đất Nam Bộ. Mình theo mình được biết thì những cái người dân mà ở Cà Mau nè, Sóc Trăng nè, Bạc Liêu và ở Hậu Giang và Kiên Giang nữa, khi mà vào cái ngày mà giỗ mặt của ngày mặt cũ á, thì những cái người mà là con cháu của nhà họ Mạc á thì đều á là phải hành hương về đây, mọi người quy tụ về đây rất là đông. Theo mình biết cái đó trở thành một cái truyền thống hàng năm luôn á, của những cái người mà con cháu của nhà họ Mạc hoặc là những cái người mà liên quan đến cái dòng tộc của nhà họ Mạc thì đều trở về đây để mà tham gia cái lễ giỗ của Mạc cũ và Mạc Thiên Tích. Thì đó là những cái mà truyền thống được lưu giữ đến tận ngày hôm nay. Và đó cũng là một trong những truyền thống uống nước nhớ nguồn của bà con mình từ cả ngàn năm nay. Và cho đến bây giờ thì các bạn về đây các bạn tham quan là một trong những ngôi đền của dòng họ Mạc này. Và chúng ta thấy là cái ngôi mộ của dòng họ Mạc cũng rất là khang trang và nằm trên một cái ngọn núi. Đó là núi Bình Sang. Núi Bình Sang. Một trong những ngọn núi có rất là nhiều cây xanh hoành tráng. Đúng rồi, mọi người thấy là cái đường đi, cái đường mà đi từ ở dưới ở dưới đền thờ để mà lên lăng của Mạc cũ, Mạc Thiên Tích thì là một cái con đường rất là đẹp luôn. Và xung quanh thì cây xanh, cảnh rừng thì vẫn còn được bảo tồn cho đến tận ngày hôm nay. Thì đó là cả một cái sự mà kính trọng của những cái thế hệ sau dành cho nhà họ Mạc trong cái mà ghi nhớ cái công ơn mà khai phá cái Nam Bộ, Hà Tiên nói riêng và Nam Bộ nói chung. Mình vừa ghé thăm lăng mộ của ngài Mạc cũ. Bên cạnh đó, con trai của ngài Mạc cũ tức là Mạc Thiên Tích, người cũng góp phần không nhỏ vào việc khai khoáng đất đai và chống giặc ngoại xâm. Vậy thì hãy cùng với Bỗng Ngô cùng đi tìm lăng mộ của Tổng binh Đại Đô Đốc Mạc Thiên Tích nha. Ở dưới này mình thấy là có hai con thiên cẩu đang đứng chờ tụi mình ở dưới này ấy mọi người. Hả? Lối dẫn vào được canh giữ bởi hai con thiên cẩu. Chào hai bạn nhỏ. Không biết sao mà nó nhìn mình. Chào hai bạn nha. Số 21 Cai Hợp Trương Huệ Đức, vợ họ Phan. Thì đây là những cái ngôi mộ cổ. Ở đây thì mình thấy có một cái ngôi mộ, đó chính là mộ của Thái Phu Nhân Nguyễn Hiếu Túc, bà Mạc Thiên Tích nha các bạn. Đây, mời các bạn chúng ta vào đây. Đây là cái ngôi mộ của bà Thái Phu Nhân. Mình sẽ đi qua bên này. Đây là Khâm Sai Trường Cơ Mạc Tử Hoàng. Đây là cái ngôi mộ tiếp theo, cũng là một trong những cái ngôi mộ rất là lớn. Trong một cái khu núi Bình Sang này thì có rất là nhiều những cái ngôi mộ khác nhau. Đây chính là Khâm Sai Trường Cơ Mạc Tử Hoàng. Những cái ngôi mộ cổ mang kiến trúc đều là kiến trúc của Trung Hoa hết nha quý vị các bạn. Bây giờ mình sẽ đi qua cái ngôi mộ Tổng binh Đại Đô Đốc Mạc Thiên Tích nha quý vị các bạn. Đó chính là con trai của ngài Mạc cũ. Trong cái ngọn núi này thì có rất là nhiều những ngôi mộ cổ. Đây, chắc là mình tới rồi. Một cái ngôi mộ đó là khang trang. Ở bên này có đề này. Đây chính là Hà Tiên Trấn Tổng binh Đại Đô Đốc Mạc Thiên Tích, sinh năm 1718 và mất năm 1780. Đây là chính là ngài Mạc Thiên Tích, là con trai của ngài Mạc cũ. Một cái ngôi mộ cũng là theo kiến trúc của Trung Hoa luôn. Thì các bạn có thể nhìn thấy ngôi mộ thì nằm ở dưới này, cũng rất là rộng. Và theo mình được biết thì ông là một người rất là giỏi. Và ngài Mạc cũ thì đã giỏi rồi, thế nhưng con trai của ngài lại còn giỏi hơn nha quý vị các bạn. Một người rất là giỏi. Các bạn cũng đừng quên tới đây để mình tham quan, rồi mình thắp cho các vị cây hương để tưởng nhớ lại những cái bậc tiền hiền đã có công khai phá ra vùng đất Hà Tiên và vùng đất Nam Bộ. Bên này thì chắc là mình nghĩ là đây là cái tích cũ ha, hình như của ngôi đền cũ thì phải, chắc là vậy quá. Đó, các bạn thấy là khu vực lăng mộ một bên, khu vực đền thờ một bên. Hy vọng là tất cả các bạn khi mà về Hà Tiên chơi thì hãy dành một chút thời gian đến thăm đền thờ của nhà họ Mạc và lăng của Mạc cũ để hiểu được là cái lịch sử khai phá của Hà Tiên, lịch sử khai phá một phần của Nam Bộ như thế nào, để từ đó thấy yêu hơn cái mảnh đất Nam Bộ của Việt Nam nha.
Và thời lượng bây giờ cũng đã hết rồi. Cảm ơn mọi người đã yêu thương và đã đồng hành cùng với Bỗng Ngô trong tập vlog này. Cảm ơn Boon đã cùng đồng hành với Bỗng Ngô trong cái tập vlog này. Cảm ơn rất là nhiều. Và các bạn ơi, nếu các bạn yêu thương Bỗng Ngô Mario, các bạn cũng đừng quên là nhấn like, subscribe cho Bỗng Ngô, những cái lời bình luận này, cho Bỗng Ngô một cái subscribe, đăng ký nha, để ủng hộ mình, để cho tiếp cho mình thêm cái nguồn năng lượng vitamin trên cái hành trình khám phá Việt Nam quê hương tươi đẹp, cùng lan tỏa những cái câu chuyện về người về đất. Và bây giờ thì cũng đã hết rồi. Cảm ơn và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại nha. Bye bye.